Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Đối với những anh chị đây là lần đầu tiên đến với kênh thì em xin tự giới thiệu, em là Brandy. Đây sẽ là nơi mà em chia sẻ toàn bộ những kinh nghiệm về stock option của Mỹ cũng như là những kiến thức liên quan đến phân tích kỹ thuật. Là một tuần giao dịch nữa trôi qua và chúng ta lại gặp nhau trong video phân tích chuyên sâu chủ nhật ngày 12 tháng 2 năm 2023. Hy vọng tuần giao dịch vừa rồi là một tuần giao dịch thành công đối với tất cả những anh chị viewer cũng như là subscriber của kênh YouTube của em ha. Trong video ngày hôm nay, như thường lệ, chúng ta sẽ có một vài phần như sau. Đầu tiên thì em sẽ dẫn mọi người go through những cái trade recap của nhóm, những cái kết quả giao dịch mà tụi em đã đánh trong tuần vừa qua. Thứ hai thì như thường lệ mình sẽ phân tích SPY, QQQ và IWM, đó là ba cái ETF mà em muốn mọi người luôn luôn phải chú ý trước khi mà mình giao dịch. Và phần cuối cùng, chúng ta sẽ qua phân tích về cái khía cạnh kỹ thuật của những cái công ty cốt lõi trong S&P 500 như là Apple, Microsoft, Google, Netflix, vân vân ha, những cái mã cổ phiếu mà chúng ta làm mỗi tuần. Và cái phong cách đánh của em đó thì day trade em chỉ đánh những cái mã cổ phiếu đó mà thôi. Tại vì sao? Nó có một cái biên độ thanh khoản rất là lớn để chúng ta không cần phải quá lo nghĩ liệu rằng cái option nó có chạy hay không. Nếu như mà những cái mã cổ phiếu đó nó không di chuyển thì rất khó để những cái mã cổ phiếu khác di chuyển. Thì đó là cái phong cách trade của em. Ok, không để mọi người chờ lâu nữa. Em sẽ vào cái phần thứ nhất, đó chính là trade recap của nhóm trong tuần giao dịch vừa qua. Trên màn hình thì mọi người cũng có thể hoàn toàn thấy được những cái lệnh của tụi em trong tất cả những cái ngày giao dịch trong tuần vừa qua. Đầu tiên là ngày thứ hai mình có 4 lệnh thắng và 2 lệnh thua. Bước sang ngày thứ ba chúng ta không có một lệnh thua nào với 6 lệnh thắng, chỉ trong vòng 2 tiếng cuối giờ khi mà Jay Powell lên nói chuyện ha. Ngày thứ tư thì mình có 4 lệnh thắng, 1 lệnh break even và 1 lệnh thua. Ngày thứ năm thì chúng ta có 5 lệnh thắng, 1 lệnh thua và kết thúc tuần giao dịch với ngày thứ 6 vẫn là 5 lệnh thắng và 1 lệnh thua. Và total cái tuần giao dịch này cái tổng số lệnh tụi em alert đó chính là 30, trong đó có 24 lệnh thắng, 5 lệnh thua và chỉ có 1 lệnh break even, đem về một cái tỷ lệ thắng là 80%. Đối với chúng em, đây là một cái tuần giao dịch rất rất là thành công ha. Thì hy vọng tuần sau chúng ta vẫn sẽ tiếp tục, chúng ta giữ được cái sự consistent này, giữ được cái sự bền vững này cho những cái lệnh giao dịch vào tuần sau. Ok, đó là toàn bộ những cái phần recap của tụi em trong tuần giao dịch vừa rồi. Bước qua phần thứ hai thì em sẽ update cho mọi người toàn bộ những cái lịch và báo cáo tài chính cũng như là những cái sự kiện tài chính quan trọng sẽ được diễn ra vào tuần giao dịch tiếp theo. Đối với lịch báo cáo tài chính thì tuần sau cũng sẽ là một tuần khá là bận rộn, khi mà mọi người thấy trên màn hình sẽ có rất rất là nhiều các công ty có những cái kỳ earning. Nhưng mà em muốn mọi người chú ý vào một số cái công ty chính sau đây. Ngày thứ hai em muốn mọi người chú ý vào Palantir, Avis và Denny's. Ngày thứ ba mình sẽ chú ý vào Coca-Cola, Airbnb, Upstart cũng như là Marriott. Ngày thứ tư mình sẽ focus vào Roblox, Shopify, The Trade Desk, Roku, Cisco và Kraft & Hand. Ngày thứ năm mình sẽ focus vào Paramount, DraftKings cũng như là DoorDash. Ngày thứ sáu thì không có quá nhiều những cái công ty mà mình đáng chú ý, nhưng mà em cũng muốn mọi người dành một chút sự quan tâm dành cho cái công ty CenterPoint Energy trước khi mà mình kết thúc cái tuần giao dịch ngày 13 tháng 2 năm 2023. Thì đó là toàn bộ những cái báo cáo tài chính của những cái công ty lớn mà em muốn mọi người chú ý. Thì bây giờ mình sẽ qua các cái sự kiện tài chính sẽ được diễn ra vào tuần sau. Đầu tiên là ngày thứ hai thì dường như chúng ta không có quá nhiều các sự kiện quan trọng. Thì ngày thứ ba mình sẽ có một cái sự kiện cực kỳ quan trọng, đó chính là CPI report. Thì như mọi người cũng có thể thấy được rằng cái lạm phát cũng như là cái interest rate của Fed nó đã và đang và sẽ tiếp tục là những cái vấn đề mà các nhà đầu tư lớn tiếp tục quan tâm. Ở cái tuần trước thì Fed đã quyết định tăng 0.25%, đúng không ạ? Và nếu như mà ngày thứ ba tất cả mọi thứ liên quan tới CPI nếu như mà nó good thì em nghĩ đây chính là cái có thể là cái đà để cho market nó tiếp tục, nó keep cái sentiment đang tăng trong cái xu hướng ngắn của nó, có thể tiếp tục nó đẩy lên tiếp tới những cái khu vực cao hơn. Thì ngày thứ ba chúng ta sẽ có CPI report. Ngày thứ tư mình sẽ có retail sales vào lúc 8:30 theo giờ miền Đông.
cũng như là Industrial Production vào lúc 9:15 và 10:30. Chúng ta sẽ có EIA Petroleum Status Report và 4 giờ chiều mình sẽ có Treasury International Capital. Ngày thứ năm cũng sẽ là một ngày mà theo em đánh giá đó có rất rất là nhiều những cái sự kiện quan trọng sẽ được diễn ra. Đầu tiên là Housing Starts and Permit, thứ hai là Jobless Claim, thứ ba là Philadelphia Fed Index và thứ tư đó chính là PPI Final Demand. Tất cả bốn cái sự kiện này đều được diễn ra cùng lúc là 8:30 theo giờ miền Đông, tức là một tiếng trước khi mở cửa. Thì ngày thứ ba và ngày thứ năm sẽ là hai cái ngày mà em đánh giá là mọi người nên chú ý những cái động thái của market cũng như là những cái chỉ số liên quan tới kinh tế vĩ mô khi mà nó được release, và rồi sau đó mình mới vô giờ mình coi cái price action và mình tiếp tục mình trade. Ngày thứ sáu mình chỉ có import và export prices. Đây là một cái report theo em đánh giá là không mấy quan trọng bằng những cái sự kiện của ngày thứ ba và thứ năm. Thì cái import and export price report này á, nó sẽ được diễn ra vào lúc 8:30 sáng theo giờ miền Đông và nó cũng sẽ kết thúc cái tuần giao dịch của chúng ta luôn. Thì đó là toàn bộ những cái sự kiện tài chính quan trọng sẽ được diễn ra vào tuần sau. Bây giờ mình sẽ đi qua tới cái phần thứ ba, đó là phân tích những cái ETF cũng như là những cái công ty theo khía cạnh phân tích kỹ thuật. Đầu tiên thì mình không thể bỏ qua được đó chính là SPY. Đối với SPY tuần giao dịch vừa rồi thì không thực sự là một tuần giao dịch thành công khi mà mọi người có thể nhìn được cái nến ở đây là một cái nến dạng shooting star. Em muốn remind lại cho mọi người một chút, vào cái thời điểm tháng 8 và giữa tháng 8 năm ngoái thì SPY nó cũng đã tạo ra một cái setup tương tự và sau đó mọi người cũng có thể thấy được là một cái nhịp rớt rất là kinh khủng, đúng không ạ? Thì đây là một cái lần mà con SPY nó quay lại, nó tạo một cái setup rất rất là giống nha, shooting star ngay tại khu vực kháng cự, ngay tại khu vực 408, và những cái dấu hiệu pullback này nó càng rõ ràng hơn. Trong video phân tích chuyên sâu vào tuần trước em cũng đã đề cập tới cái việc mà thị trường đã bắt đầu cho chúng ta thấy những cái dấu hiệu pullback, những cái dấu hiệu pullback. Thì bây giờ em sẽ pull up những cái level, những cái khung giờ nhỏ hơn cũng như là những cái key level của SPY. Mọi người cũng có thể thấy được ở đây đó, nguyên một cái cụm nến trong 5 phiên giao dịch tuần vừa rồi của SPY là một cái cụm nến không hề đẹp chút nào. Sau khi mà nó liên tục tạo shooting star, nó tạo bearish harami và nó tạo luôn bearish engulfing, thì đây là một cái động thái mà em, theo quan điểm của em, em nghĩ rằng con SPY nó chỉ đang hồi lên để nó tạo một cái lower high, hay còn nói cách khác là một cái đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Vậy thì bây giờ em sẽ về những cái khung nhỏ hơn như là khung 8 giờ và những cái scenario cho cái việc đánh long và đánh short của tuần sau của em cho cái mã cổ phiếu này nó sẽ như thế nào. Đối với em á, để mà đánh long con SPY này thì một cái điều tiên quyết á, là nó phải get above cái level 410. Con SPY này nó phải reclaim 410 và nó giữ trên cái level này thì mình mới đánh long, và target của em nó sẽ rơi vào 416, 418 và 420. Còn nếu như mà SPY á, bị reject ở 410 thì đây sẽ là một cái dấu hiệu không mấy khả quan cho toàn bộ thị trường, khi mà mọi người cũng có thể thấy được á, nếu như mà bị reject ngay tại khu vực 410 thì SPY nó đang tạo những cái đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, và 405 là một cái khu vực hỗ trợ trên khung weekly. Ở cái lần đầu tiên mà nó quay về vào cái tuần giao dịch vừa rồi, nó đã và đang có những cái nhịp hồi em thấy cũng khá là mạnh mẽ, nhưng mà tới 410 thì mọi người hãy cẩn thận nha. Nguyên một cái tuần trước thì 410 nó là hỗ trợ, đúng không ạ? Nhưng mà vào ngày thứ năm nó đã chính thức nó break down, và bây giờ 410 nó sẽ act giống như là một cái kháng cự, một cái quy tắc rất là đơn giản thôi, hỗ trợ cũ kháng cự mới. Nếu như mà 410 reject thì cái khả năng quay ngược trở về 405 và rớt luôn cái trend line này là em thấy rất rất là cao. Tại vì sao ạ? Nó quay về nó test lại những cái đường hỗ trợ, khi mà nó build một cái xu hướng giảm thì cái điều đó là một cái điều mà nếu như mình chơi theo phân tích kỹ thuật á, là mình sẽ không muốn thấy. Và dĩ nhiên đó, ngày thứ ba và ngày thứ năm tuần sau chúng ta sẽ có rất rất là nhiều cái news liên quan tới PPI demand cũng như là CPI report, và nó có thể clear out những cái level này rất là rõ ràng, rất là mạch lạc, rất là nhanh chóng, đúng không ạ? Đó là những cái tin tức liên quan đến kinh tế vĩ mô. Thì em sẽ nói lại recap lại một lần nữa về cái hướng upside của em cho con SPY này. Em chỉ lo khi và chỉ khi con SPY này over 410, giữ được trên 410, target của em nó sẽ rơi vào 416, 418 và cuối cùng là 420. Mình sẽ short khi
mà hai cái scenario này nó xảy ra, đầu tiên là reject 410, hoặc là thứ hai mình sẽ chờ nó phá hẳn cái daily cái Friday low, tức là cái mức giá thấp nhất của ngày thứ sáu, là rơi vào khoảng 404.60 cho tới 70 cent, và lúc đó mình sẽ chính thức là mình short. Thì đó là cái trade plan của em. Vậy thì khi nếu như mà mình short đó, những cái level tiếp theo mà mình quay trở về nó sẽ là bao nhiêu? Chắc chắn cái level mà em quan tâm nó sẽ là 400. Nhưng mà mình sẽ có một cái level phụ nữa để cho mọi người đánh day trade, đó chính là 402.27. Nếu như 400 mà spy không hold được đó thì điều gì nó sẽ xảy ra? Nếu như mà spy không hold được 400 thì cái trendline support này nó sẽ chính thức nó gãy, đúng không ạ? Nó sẽ chính thức nó gãy. Đây là một cái trendline support mà con spy nó đã build từ đầu năm cho tới bây giờ, và ở cái lần thứ ba này nó về thì cái khả năng nó bounce lên thì em thấy nó cũng còn. Tại vì sao ạ? Đơn giản là nó chỉ mới về test lần đầu thôi. Nếu như mà nó về, nó test, nó bounce lại, nó tiếp tục tạo những cái đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, thì cái khả năng mà em thấy về 395 cũng như 390 và 387.50 là rất cao, là rất cao. Mọi người cẩn thận ha. Thì ở thời điểm hiện tại em nghiêng về cái hướng bearish nhiều hơn, em nghiêng về cái hướng bearish nhiều hơn. Khi mà tại sao em lại có cái scenario đó, thì mọi người cũng có thể thấy được những cái nhịp hồi của spy ngay tại khu vực 405 này, nó đang tạo một cái mẫu hình gì ạ? Nó đang tạo một cái mẫu hình là Rising Wedge, đúng không? Và cái Rising Wedge này nó có thể gãy bất cứ lúc nào, nó follow bởi một cái initial drop. Cho nên em vẫn đang rất là để ý cái khu vực 410 này. Nếu như 410 mà nó show những cái dấu hiệu rejection cũng như là trên những cái key level quan trọng trên ES thì em sẽ lập tức em đánh xuống, em sẽ lập tức em đánh xuống ha. Còn nếu như mà over 410 và nó hold rất là cứng ha, nó quay về nó back test, thì mình sẽ lập tức mình bỏ cái trade plan đánh xuống liền, chứ mình không được bias nha mọi người. Là một người trader thì chúng ta không được bias. Thì đó là toàn bộ những cái nhận định của em cho con SPY. Mọi người hãy chú ý những cái key level này: 410, 405, 400 và 420. Đó là những cái level nó quan trọng nhất trước khi mà mình đi tìm những cái level nó phụ. Thì đó là tùy vào cái TA, nhưng mà em sẽ give cho mọi người những cái level nó quan trọng trên khung daily và khung weekly, để tới những cái khu vực giá đó mình sẽ có những cái phản ứng nó hợp lý ha. Thì tới cái mã thứ hai em sẽ phân tích, đó chính là QQQ. Tương tự với SPY thì QQQ cũng không khá hơn là mấy, khi nó cũng đã xuất hiện một cái nến dạng shooting star và nằm ngay khu vực resistance, đó là khoảng khu vực 310. Thì phân tích theo từng cái nến thì cái nến tuần này của QQQ nó cũng không đạt được cái yêu cầu là phải tạo đáy sau và đỉnh sau cao hơn đáy trước và đỉnh trước của những cái nến tuần trước, đúng không ạ? Và nó đang nằm trong bụng, hoàn toàn nằm trong bụng của cái cây nến tuần trước mà thôi, là một cái nến rất là solid. Thì những cái key level mà em muốn mọi người chú ý của con QQQ á, nó sẽ là như sau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có cái level 294, 295. Mọi người cũng có thể thấy được á, đây là một cái vùng kháng cự mà trong video tuần trước em cũng có nói đó, là QQQ từ cái lúc mà nó break out ra đó, nó chưa quay về, nó back test cái level 294, 295 một lần nào. Thì cái lần đầu tiên mà QQQ nó quay về nó back test đó, em tin rằng ở đây nếu như mà không bị ảnh hưởng bởi những cái tin tức của kinh tế vĩ mô, thì chúng ta rất dễ thấy một cái đợt hồi của QQQ và của toàn bộ những cái công ty thuộc nhóm ngành technology nói chung, được không ạ? Thì 294, 295 sẽ là một cái level mà em muốn mọi người rất là chú ý. Nếu như 294, 295 mà không hold được thì QQQ nó sẽ rớt vào lại 289 chấm rưỡi, 284 và cuối cùng là 280. Đây là những cái level mà chúng ta đã chuẩn bị sẵn rất là lâu cho những cái khoảng thời gian trước. Và cho hướng upside thì sao? Đối với em á, để mà đánh lon con QQQ này thì chúng ta cần phải có một vài cái yếu tố như sau. Đầu tiên thì QQQ nó phải vượt qua lại cái mức 300. Nó phải vượt qua lại cái mức 300. Thì mọi người cũng có thể thấy được rất là dễ dàng ở đây. Đây chính là cái râu nến nơi mà con QQQ nó đã bị flush, nó đã bị reject, đúng không? Và cho tới thời điểm hiện tại này, nó break out cái level 300, nó quay về và nó không thể giữ được trên cái level 300 này. Thì đây là một cái dấu hiệu mà theo em thấy đó, rất nhiều khả năng một hai nhịp hồi nữa thì QQQ nó sẽ về 295. Để mà chắc ăn cứ về 295, 294 rồi mình canh mình call lên. Còn ở thời điểm hiện tại như thế này đó, những cái lúc như như thế này thì khi mà mình đánh call đó, mọi người phải rất là chú ý, mọi người phải rất là chú ý. Còn nếu mà muốn chắc ăn hơn á, thì mọi người hãy chờ QQQ break out qua 302.
đối với bản thân em cũng sẽ đặt một cái alert ở đây. Nếu như mà QQQ over 302 thì mình sẽ có một cái cơ hội để mình đánh long ha, long opportunity. Vậy thì cái target ở đâu? Over 302 thì mình sẽ 302.50 thì mình sẽ đánh ngược lên lại 306.20. Sau đó sẽ là cái khu vực 311 cho tới 314 của con QQQ này. Và mọi người chú ý rằng á, con QQQ này đã 2 tuần giao dịch rồi, nó chưa thể nào nó vượt qua được cái khu vực 311, 312. Thì tới cái khu vực này mọi người hãy cẩn thận nha. Nhìn hai cái râu nến ở đây thì mọi người cũng đã thấy được là cái seller, những người seller họ đứng đây và họ đè giá xuống nó mạnh tới cỡ nào. Cho nên 311, 311.8 cho tới 312 rất rất là cẩn thận. Vậy thì trong trường hợp nó clear out luôn 312 thì sao? Next target của nó sẽ là 318.19 cũng như là 330, nơi mà chúng ta sẽ thực sự bị thử thách bởi một lượng lớn seller. Bởi vì sao em nói như vậy? Mọi người hãy nhìn vào những cái khoảng thời gian trước khi mà QQQ nó lên tới khu vực 330 và cái cách nó bị rớt và cái cách con QQQ nó bị xả hạt nó lớn như thế nào. Quay lại 330 lần này, em tin rằng QQQ ít hay nhiều cũng sẽ có những cái động thái pullback. Mình chưa nói là nó sẽ rớt nhiều đến như vậy, nhưng em tin rằng sẽ có những cái động thái pullback mọi người ha. Thì đó là toàn bộ những cái nhận định của em cũng như là cái trade plan của em cho con QQQ vào tuần sau. Tiếp theo mình sẽ đi qua tới cái ETF thuộc mid cap và small cap, đó chính là IWM. IWM trong tuần vừa rồi cũng không khá hơn SPY và QQQ là mấy, khi mà nó lại tiếp tục bị reject ngay tại khu vực 200, ngay tại khu vực 200 một lần nữa, và nó tạo thành một cái bộ nến là bearish Harami ngay tại khu vực kháng cự, đúng không ạ? Nếu như mà anh chị nào biết về phân tích kỹ thuật, biết về một chút về TA thì có thể dễ dàng nhìn ra cái bộ nến này thôi. Và em sẽ pull up những cái key level cũng như là những cái khung giờ nhỏ hơn. Thì IWM ở tuần giao dịch trước đó, nó đã làm được một cái điều rất tốt, đó chính là nó break out khu vực 188 cho tới 190, đúng không? Và bây giờ nó đang quay ngược trở lại đúng cái khu vực này và nó đang cố gắng nó hold để nó chứng tỏ điều gì ạ? Nó đang confirm cái điều là kháng cự cũ, hỗ trợ mới. Một cái kiến thức rất đơn giản thôi mà nó sẽ đi với chúng ta hoài trong cái stock market này luôn. Thì IWM nếu như mà vẫn hold được trên 188 và 190 thì em thấy rằng, bản thân em thấy rằng tuần giao dịch tiếp theo IWM có thể tăng nữa, có thể tăng hồi thêm một nhịp nữa, đó là lên tới khoảng cái khu vực 192. Thì khi mà lên 192, mọi người hãy cân nhắc và cẩn thận. Nếu như mà clear out được 192 luôn thì cái khả năng mà IWM nó lên ngược trở lại cái khu vực 200 để test một lần nữa là rất có khả năng xảy ra. Còn trong trường hợp mà IWM chỉ lên được tới 192 hoặc 194 và tạo cái đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước thì mọi người hãy cẩn thận nha. Cẩn thận những cái setup như thế này, tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và không thể nào break out trong cái nêm được thì mọi người nên rất là cẩn thận. Vậy thì trong cái scenario nào chúng ta sẽ đánh xuống con IWM này? Nếu như mà IWM không hold được trên 188 thì chắc chắn đó sẽ là cái level mà chúng ta cân nhắc để chúng ta đánh xuống rồi, đúng không ạ? Nó quá rõ ràng ở đây, một cái level of confluence nó đã react rất là nhiều ở đây. Nếu như mà không hold được trên thì mình sẽ chắc chắn thì mình sẽ đánh xuống thôi. Và cái target của em khi mà nếu như con IWM nó không hold được trên 188 đó chính là 180, sau đó sẽ quay về ngược về lại khu vực 173 cho tới 175, nơi mà nó cũng đã react rất là nhiều. Mọi người nhìn qua phía tay trái một xíu là mình sẽ rất là dễ dàng mình nhìn ra thôi. Thì đó là IWM. Tới phần cuối của video này á, thì chúng ta sẽ bước qua phân tích những cái công ty cốt lõi thuộc nhóm ngành S&P 500. Và đầu tiên em sẽ phân tích Apple. Đối với Apple thì cái nến khung tuần vừa rồi cũng là một cái nến theo em đánh giá là không thực sự tốt, khi mà lại tiếp tục là một cái nến đỏ nằm trong toàn bộ thân của cái nến xanh ngay tại khu vực kháng cự. Ngay tại khu vực kháng cự thì đây là một cái dấu hiệu mà chúng ta có thể thấy được rằng Apple có thể có những cái đợt decent pullback nó sâu hơn vào những cái tuần giao dịch tiếp theo. Vậy thì khi mà về khung daily và khung 8 giờ cũng như là pull up những cái key level này ra đó,
thì cái view của em dành cho con Apple nó sẽ như thế nào. Một cái điểm cộng của con Apple trên những cái khung giờ nhỏ hơn đó là khung, tức là khung 8 giờ và khung daily, thì Apple nó đang vẫn hold được trên cái khu vực 150, nó đang vẫn hold được trên 150 sau khi ngày thứ sáu nó bị gap down đúng không, và nó reclaim ngược lại 150. Thì đối với Apple 150 không những là một cái vùng hỗ trợ mà nó còn là một cái vùng hỗ trợ tâm lý. Thì đối với bản thân em thấy đó, khi mà Apple nó vẫn hold được trên 150 thì cái tỷ lệ mà nó break out cái bull flag này nó vẫn còn rất là cao. Vậy thì trong cái trường hợp mà break out bull flag, Apple nó có thể lên được tới bao nhiêu? Đầu tiên nó sẽ là khu vực 154.7, thứ hai là 158 và cuối cùng là 160. Đây sẽ là ba cái key level mà em muốn mọi người chú ý nếu như mà con Apple này nó break out cái bull flag này ha, nó break out cái bull flag này, nó đang form cái bull flag sau khi mà nó có một cái đợt sóng đẩy. Mọi người nhớ tuần trước nó có một cái đợt sóng đẩy rất là mạnh sau cái kỳ earning của nó, vào cái ngày sau earning của nó. Vậy thì trong trường hợp nào chúng ta sẽ đánh short con Apple này, và cái những cái target của em dành cho con Apple này khi mà chúng ta đánh short là bao nhiêu? Và dĩ nhiên mọi người cũng có thể thấy được 150 là cái level mà chúng ta đã đề cập rất là nhiều tuần nay rồi. Under 150 thì chúng ta mới đánh short. Nếu như mà Apple phá vỡ khỏi cái vùng 150 đẹp hơn nữa, quay về backtest và bị reject và turn cái vùng 150 này trở thành cái kháng cự, thì đây chính là cái thời điểm mà em nghĩ không thể nào thích hợp hơn để chúng ta đánh short. Và cái target nó sẽ rơi vào đâu? Target của em cho Apple đầu tiên nó sẽ là 146, tiếp theo 143 và cuối cùng sẽ là 140.5. Đó là ba cái level mà mọi người có thể nốt xuống ha. Và bản thân em sẽ rất rất là chú ý, và em cũng đã để ở đây sẵn rồi. Thì khi mà những cái level này nó hit thì chúng ta sẽ có thể chúng ta chốt lời thôi. Còn trong quá trình mà day trade sẽ có những cái key level nó nhỏ hơn trên những cái khung 1 phút hay là 5 phút hay là 30 phút, thì nó để dành để chúng ta scalping. Nhưng mà trong những cái video phân tích chuyên sâu như thế này đó, thì em chỉ gửi tới cho mọi người những cái level nó quan trọng và nó cần được phải quan tâm cho những cái khung giờ như là daily và weekly. Cần phải nói thêm một chút nữa đó là Apple nó vẫn còn một cái gap ngay tại khu vực này nha mọi người. Nó vẫn còn một cái gap ngay tại khu vực 146.37 cho tới tầm khoảng 147.75. Thì rất có thể trong tuần sau Apple nó có thể nó quay về, nó fill cái một, nó điếp xuống một nhịp để nó fill cái gap, rồi sau đó nó mới đẩy ngược lên lại. Rồi sau đó nó mới đẩy ngược lên lại, và chúng ta vẫn sẽ theo cái quy tắc thôi, under 150 thì mới đánh short. Còn nếu như over 150 thì em chắc chắn sẽ không làm điều đó. Và đặc biệt cái mã cổ phiếu mà chúng ta đang play đó chính là Apple. Ok, thì đó là toàn bộ những cái trade plan của em dành cho Apple. Tiếp theo em sẽ qua phân tích đó chính là Nvidia. Đối với Nvidia thì cái mã cổ phiếu này nó cũng đang cho chúng ta thấy những cái dấu hiệu cho những cái potential pullback, những cái dấu hiệu hồi kỹ thuật, khi mà cái nến này là một cái nến shooting star xuất hiện ngay tại khu vực 230, là tức là sau khi mà con Nvidia nó fill xong cái gap, seller lập tức người ta step in. Phần thì seller nhảy vô và phần thì buyer người ta chốt lời. Và ở thời điểm hiện tại đối với bản thân em á, một cái nhịp hồi của Nvidia là nó hết sức là hợp lý. Mọi người cũng có thể thấy được đã 5 cho tới 6 tuần rồi Nvidia đều là những cái cây nến khung tuần đóng lại với những cái biên độ tăng rất là kinh khủng, rất là kinh khủng. Vậy thì ở đây nó có một cái level mà em muốn mọi người chú ý, đó chính là tầm khu vực 187 cho tới 190, tức là Nvidia nó cần phải pull back về, nó cần phải pull back về một cái decent pull back để nó confirm đây turn thành một cái hỗ trợ đúng không, kháng cự cũ quay ngược trở về backtest để backtest để trở thành hỗ trợ mới, và tiếp tục cái điều gì ạ, trên khung weekly đáy sau và đỉnh sau tiếp tục cao hơn đáy trước và đỉnh trước. Nếu như mà Nvidia về lại khu vực cái line màu vàng mà em kể ở đây đó, thì nghiễm nhiên nó vẫn đang là một cái xu hướng tăng rất là kinh khủng. Và đối với bản thân em, nếu như về một khu vực 187 này mà nó hold được thì rất có thể em sẽ cho những anh chị trong nhóm lot share và để long term cho cái mã Nvidia này, bởi vì cái setup của nó quá đẹp, mình đã miss ở đây rồi. Thì nếu như mà nó có pull back về khu vực này mà nó hold đó, thì mình rất khó để mình miss nữa ha. Thì bây giờ em sẽ pull up những cái key level ra cho mọi người, cũng như là những cái khung giờ nhỏ hơn. Thì mọi người cũng có thể thấy được đó, ngày thứ
tư và ngày thứ năm là hai cây nến rejection rất là rõ ràng của Nvidia ngay trên khung daily và ngay tại cái level 230, ngay tại level 230.50 này. Lập tức ngày thứ sáu là một cây nến đỏ của Nvidia, mặc dù buyer người ta đã step in ngay tại khu vực 206.5 cho tới 207, nhưng mà đối với em á, như đây là nó chưa đủ và nó cần phải có những cái nhịp hồi kỹ thuật nó sâu hơn nữa về cái vùng mà hồi nãy mình mới vừa nói tức thì xong, đó chính là khoảng 108 cho tới 109, thì đây mới là cái vùng mà em thấy nó hợp lý đối với cái mã Nvidia trước khi mà chúng ta có thể chúng ta tiếp tục lót cho những cái long term investment của mình. Vậy thì con Nvidia này á, những cái kịch bản mà em thấy nó có thể xảy ra trong tuần sau nó sẽ như thế nào đây? Mọi người hãy chú ý nha. Mình có một cái potential có thể tạo một cái head and shoulder này. Đây là cái vai trái, đây là cái đầu. Nếu như mà Nvidia này đó nó bounce lên khu vực 25 và 29, nó tiếp tục nó bị reject thì rất nhiều khả năng đây sẽ là một cái setup head and shoulder, thì nó là một cái setup liên quan, nó mang cái thiên hướng bearish nhiều hơn ha. Và rất có thể Nvidia nó sẽ rớt lại khu vực 202 và 202 cho tới 205. Nếu như mà không hold được trên hai cái level đó thì đương nhiên 187, 190 nó quá potential rồi, đúng không ạ? Nếu như mà không hold được ngay tại cái zone mà em đã vẽ sẵn ở đây thì về lại 187 cho tới 190 nó quá potential rồi, và đó sẽ là chính là cái khu vực mà mình mong muốn, đúng chưa? Đó chính là cái khu vực mà mình mong muốn. Còn trong trường hợp nào thì cái head and shoulder này nó sẽ invalid. Đối với em á, để mà head and shoulder này nó invalid á, thì con Nvidia nó cần phải get above cái level 220, tức là nó phá ra khỏi cái đỉnh của cái vai trái luôn, nó phá ra khỏi cái đỉnh của vai trái, nó tiếp tục nó pullback và target của nó chắc chắn sẽ là vùng 230.51. Nếu như mà nó invalid được cái head and shoulder này thì khả năng nó quay lại nó test cái đỉnh của tuần trước là rất rất là cao nha mọi người, và 231.50 sẽ là cái nơi mà em cũng muốn mọi người chú ý rất là nhiều, vì mọi người có thể thấy được ở đây ở những cái khoảng thời gian 1-2 năm trước đó, Nvidia nó cũng đã react ở đây rất là nhiều, cho nên chúng ta mới có cái level 230 cho tới 230.50 mọi người ha. Còn trong trường hợp mà Nvidia lỡ mà nó vẫn tiếp tục cái sức mạnh đó, mà nó đi lên tiếp luôn đó, thì cái khả năng em thấy nó fill luôn cái gap khu vực 253 cho tới 260 thì nó quá cao rồi, nó quá cao rồi. Nếu như mà clear được 230 và hold được trên 230 luôn thì cái tỷ lệ mà lên 250, 260 thì em thấy nó rất là cao cho cái mã Nvidia này. Và đặc biệt trong cái khoảng thời gian vừa qua đó, mọi người nghe rất nhiều về ChatGPT, về con bot của Google, đúng không ạ? Thì toàn bộ những cái AI bot đó nó đều phải hoạt động dựa trên cái card đồ họa của Nvidia. Đó là lý do tại sao mà trong khoảng 4-5 tuần vừa qua đó, mọi người thấy Nvidia nó liên tục nó tăng. Thì một chút thông tin em muốn update cho mọi người thôi. Đó là toàn bộ những cái trade plan của em cho con Nvidia này. Tiếp theo mình sẽ qua, đó chính là AMD. So với Nvidia, AMD rõ ràng nhìn trên cái chart của nó, cái biểu đồ của nó thì không đẹp được bằng Nvidia rồi, đúng không ạ? Nhưng mà AMD nó vẫn đang cố gắng nó show cho chúng ta những cái effort, những cái sự nỗ lực khi mà nó đã clear cái level 79.52 cho tới 80 và nó đang có những cái dấu hiệu nó pullback. Thì trước khi nói về cái vấn đề đó thì mình đi qua cái khung weekly, cái nến khung weekly. Thì ở thời điểm hiện tại tuần vừa rồi đó, như em cũng đã đề cập ở đầu video thì mọi người cũng sẽ thấy những cái cây nến nó có bắt đầu có dấu hiệu đảo chiều trên khung weekly, không chỉ trên SPY đâu mà còn trên những cái core company nữa, và AMD cũng không phải ngoại lệ. Nó đang có những cái dấu hiệu pullback sau khi bị reject ngay tại khu vực 87-88. Nhưng mà cái điểm sáng của AMD đó, mọi người sẽ thấy được khi mà về những cái khung giờ nhỏ hơn, đó là cái level 79.50 em vừa mới đề cập cho tới 80. Thì cái ngày earning của AMD nó đã break out ra khỏi cái level này sau một cái khoảng thời gian rất là dài bị liên tục bị reject ở cái level 79.50 này, thì nó đã break out ra và bây giờ nó đang có những cái động thái gì ạ? Nó đang có những cái động thái quay về ngay tại khu vực này và pull back và hold ngay tại khu vực này. Nếu như mà AMD tiếp tục hold thì cái khả năng nó hồi ngược lên lại
vẫn rất là cao nha. Thì em không short AMD cho tới khi nào nó under cái level 79,5. Vậy thì trong cái trường hợp mà nó hold được 79,5, target của em đánh lên nó sẽ là bao nhiêu? Đầu tiên mọi người hãy chú ý cho em là khu vực 82 đồng 75. Sau đó nó sẽ rất nhiều khả năng nó sẽ quay ngược trở lại 88 đồng, 89 đồng để nó test lại, cái high của tuần trước. Nó test lại cái high của tuần trước thì mọi người chú ý cái khu vực này, những cái khu vực mà con AMD nó đã hình thành một cách mình nhìn rất là rõ ràng rồi. Trong trường hợp nếu như mà tuần sau thị trường vẫn mạnh hay là thậm chí con AMD này riêng mình nó mạnh hơn thị trường thì sao? Thì những cái key level sau khi mà nó clear được 88.7 cho tới 89 đó, em thấy cái potential rất lớn, nó sẽ lên là 97 hoặc là at least là 93, 94 ha. Đó là những cái level mà em muốn mọi người chú ý. Nhắc lại 93.70 và sau đó là 97.80. Đó là hai cái level trong cái trường hợp mà AMD này nó phải clear được cái vùng giá là 90 đồng. Vậy thì sau trong cái trường hợp mà mình đánh xuống thì sao? Under 79.50, khi mà con AMD này nó phá vỡ 79.50 và nó quay lại nó backtest thì đây mới chính là cái cơ hội để chúng ta đánh short. Và mọi người lưu ý nè, con AMD nó có một cái gap, nó còn một cái gap sau khi earning, tức là từ cái khu vực 75.19 cho tới 77, khoảng 77.95 cho tới 78 đi cho nó dễ nhớ, thì mọi người cũng có thể thấy được một cái potential nếu như mà AMD không hold được trên 79.52 thì nó về cái tỷ lệ mà nó về nó fill gap là rất là lớn. Thì nếu như mà AMD nó give up cái level kể trên thì mình sẽ có một cái swing, có thể sẽ có một cái swing trade để mình đánh cái fill gap này. Sau khi mà fill gap, nếu như mà AMD không vẫn tiếp tục không hồi lên lại được đó mọi người, hoặc là hồi lên lại để tạo những cái đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, thì cái next target của AMD là bao nhiêu ạ? Rất là dễ thấy ở đây, 71.75. 71.75, em đã vẽ sẵn những cái level này ở những cái tuần giao dịch trước rồi, thì mình cứ tới đó mà mình làm thôi, nó vẫn work cho tới thời điểm hiện tại. Thì đó là toàn bộ cái trade plan của em cho con AMD. Tiếp theo em sẽ qua phân tích Google. Đối với Google thì cái nến không tuần vừa rồi là cái nến rất là tệ đúng không ạ? Cái nến tuần trước đang là một cái nến breakout rất là đẹp, nhưng mà sau khi test lại cái vùng giá cao nhất của tuần trước thì lập tức Google bị reject. Vậy đâu là lý do? Chắc chắn nếu như mà về cái phương diện phân tích kỹ thuật thì không thể nào mà nó rớt nhiều được như vậy. Phải có news đúng không ạ? Và đó là cái news đến từ cái con bot đối thủ của ChatGPT, đó chính là con Bard. Thì con Bard này nó đã có những cái câu trả lời sai khi mà interview. Đó là cái lý do mà Google này nó rất thê thảm. Và đối với bản thân em á, trong tuần vừa qua em cũng đã cho nhóm trade con Google này option và có những cái biên độ lợi nhuận rất là lớn. Và ngoài cái khía cạnh đó thì em thấy được đó, cái sự reaction của những cái nhà đầu tư nó cũng bị hơi một chút là nó hơi bị thái quá, bởi vì tất cả mọi thứ nó đều nằm trong cái gọi là cái quá trình đang build thôi, đang build up thôi, chưa có đưa ra sử dụng cũng như là chưa có đưa ra để bán cái service rộng rãi. Thì đây là một cái động thái mà theo bản thân em là overreact. Và đối với em, nếu như mà Google tiếp tục nó còn giữ được cái momentum này và nó rớt thêm một nhịp nữa thì em cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho những anh chị trong nhóm để lót xe ở những cái vùng giá nó đẹp hơn. Vậy thì những cái vùng giá đó là vùng giá nào? Đối với bản thân em nha, nếu như mà con Google này tốt nhất nó có thể quay về lại được cái trendline support này đó là tầm khu vực 88 cho tới 90 thì đây sẽ là một cái vùng giá tốt. Còn không, 91-92 nó vẫn rất là ok, bởi vì em tin rằng á, dù là Google hay Microsoft, sản phẩm của công ty nào mà nó bị flush như vậy đó đều là overreact mà thôi. Tại vì họ sẽ đủ sức và em tin rằng họ sẽ làm được những cái con bot này trong tương lai. Thì đó là cái ý kiến và cái quan điểm của em cho cái công ty Google này. Thì quay trở lại với những cái key level, rõ ràng là con Google nó vẫn đang trong một cái xu hướng giảm bền vững sau khi mà cái news nó release vào tuần trước. Và ở thời điểm hiện tại trên những cái khung giờ nhỏ mọi người cũng có thể thấy được là một cái bull flag đang tiếp tục được hình thành sau khi mà cái bull flag vào tuần trước nó đã play out. Thì đây là cái bull flag thứ hai mà con Google nó được hình thành. Rất có thể vào ngày thứ hai nếu như mà market nó pull back thì Google này nó sẽ pull back mạnh hơn cả market. Tại vì cái sentiment của nó, cái xu hướng của nó đang là xu hướng giảm rồi. Và
và nó đang yếu hơn so với toàn bộ thị trường rồi. Cho nên tuần sau vẫn sẽ là một cái tuần mà em để ý con Google này rất là nhiều mọi người ha. Đối với em á, để mà long con Google này thì nó cần phải invalid cái bear flag. Invalid bear flag khi và chỉ khi nó get above lại cái level 97.32 này, nơi mà nó đã react rất rất là nhiều lần, nó đã bị reject một lần, hai lần trước khi mà nó tiếp tục nó rớt. Còn trong trường hợp nào mình sẽ đánh short con Google này. Đối với em, đánh short con Google này thì nó sẽ là một cái phương án mà em quan tâm nó nhiều hơn, em quan tâm nó nhiều hơn. Nếu như mà Google vào ngày mai mà nó under cái level 94.50, tức là cái low của ngày thứ sáu, thì em sẽ đánh short. Có những cái biên độ đánh về ngược trở về lại cái low của ngày thứ năm là 93 đồng 87, hoặc thậm chí thấp hơn nếu như mà cái momentum nó quá yếu đi, cái momentum đi xuống, cái sức mạnh của Google này nó quá yếu và cái mã cổ phiếu này nó vẫn còn cái momentum đi xuống đó, thì sẽ tiếp tục mình có những cái động thái đánh nó về lại khu vực 91.90 hay là cái level đầu tiên mà em nói là 89. Đó là cái trade plan của em cho con Google cho cái hướng downside, và mình quay lại cái hướng upside đó, over 97.32 mình sẽ đánh ngược lên 98.5 và sau đó sẽ là 101.62. Tại sao 101.62? Mọi người nhìn cái cách mà nó react này, nó break out, nó quay về, nó backtest hai lần, và cái khu vực này đang trở nên rất đổi quan trọng đối với bản thân em. 101.62 là nơi mà sẽ có rất nhiều người mua và người bán, và nếu như mà nó di chuyển như vậy đó thì đương nhiên là người bán nó sẽ nhiều hơn rồi. Tại vì sao ạ? Nó đã turn cái level 101.62 này từ hỗ trợ thành kháng cự rồi, thì chắc chắn ở đây seller người ta sẽ không dễ dàng gì để người ta cho con Google này đảo chiều xu hướng một lần nữa đâu, trừ khi nó lại tiếp tục nó có những cái good news mà có cái sức mạnh giống như là cái con bo trong thời điểm tuần trước vậy đó. Ví dụ như là con bo bây giờ đã hoạt động ngang ngửa với lại con chat GPT chẳng hạn, thì đó là những cái viễn cảnh mà em có thể nghĩ ra cho con Google để nó clear out được cái level 101.62. Thì đó là toàn bộ những cái nhận định của em cũng như là những cái thông tin mà em muốn deliver cho mọi người về cái con Google này. Tiếp theo thì mình sẽ đi qua phân tích, đó chính là Netflix. Đối với Netflix thì những cái động thái pullback nó cũng đã xuất hiện rồi, và mọi người cũng có thể thấy được cây nến khung tuần vừa rồi là một cái cây nến đỏ của Netflix sau 1, 2, 3, 4 và 5 tuần xanh. Thì đối với em á, những cái nhịp hồi như vậy nó là hết sức hợp lý thôi. Vậy thì mình cùng nhau pull up những cái key level của Netflix coi thử là Netflix có khả năng nó pull back về tới đâu. Đối với bản thân em thì em muốn thấy con Netflix này nó rớt ngược về lại khu vực 331 để làm gì ạ? Nó test lại cái khu vực hỗ trợ này. Từ lúc mà nó break out, nó chưa bao giờ nó quay về, nó pull back quay về đây để nó confirm là kháng cự cũ hỗ trợ mới hết. Cho nên cái lần đầu tiên mà nó quay về đây thì em thấy rất nhiều khả năng con Netflix nó sẽ bounce lên. Và dĩ nhiên là như em nói với mọi người từ đầu video rồi á, là những cái phân tích kỹ thuật này nó có thể bị clear out và invalid rất là nhanh chóng bởi những cái thông tin liên quan đến kinh tế vĩ mô. Thì 330, 331 sẽ là cái vùng hỗ trợ. Nếu như mà không hold được 330 và 331 đó thì Netflix này rất nhiều khả năng nó sẽ rớt về lại 305 và sau đó là 278.50. Thì mọi người thấy được rằng con Netflix này nó có những cái động thái, những cái xu hướng tăng của nó vẫn đang rất là tiếp tục, đúng không ạ? Đang rất là tiếp tục. Ở đây mình có thể vẽ một cái trendline hỗ trợ mà nó đã hình thành từ tháng 10 năm 2022. Thì cho dù con Netflix này á nó có rớt về lại cái khu vực 305 hoặc thậm chí là 331 á, thì nó vẫn đang trên một cái xu hướng tăng mọi người ha. Chừng nào mà nó rớt ra khỏi cái trendline support này, nó quay lại, nó backtest và nó turn thành cái trendline resistance, thì lúc đó cái con Netflix này mình mới bắt đầu mình đánh short nó mạnh tay hơn. Trong cái trường hợp nào thì mình sẽ đánh long. Đối với bản thân em á, để đánh long của con Netflix ở thời điểm hiện tại á, tốt nhất vẫn là chờ về 331 hoặc là những cái level thấp hơn. Còn khi mà trong cái scenario mà Netflix nó không quay về, nó pull back á, để mà đánh long của nó đó rất là khó ở cái thời điểm này. Tại vì cái risk and reward ratio á, cái tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro đó, nó không có còn hấp dẫn nữa. Và để mà tiếp tục long con Netflix này thì tạm thời em sẽ invalid cái plan đó. Em chỉ đánh long khi và chỉ khi nó rớt về 331 mà thôi, và em cũng sẽ đặt một cái alert ở đây là mình sẽ có một cái cơ hội để mình đánh long.
Ok mọi người ha. Còn nếu như mà anh chị nào vẫn thích con Netflix này, trong trường hợp mà nó không về đó, thì hãy chờ nó hạ over hẳn 375. Chờ nó over hẳn 375 và nó có những cái động thái nó backtest. Và em tin rằng khi mà lên tới 375 á, nó sẽ bắt đầu nó lình xình, nó rất khó để nó vượt qua. Và mọi người hãy cẩn thận nếu như mà đánh lon con Netflix này trong thời gian sắp tới, nếu như trong trường hợp mà nó không về 330, 331 mà. Còn nếu như mà nó về 330, 331 mà nó hold thì đó là nó quá đẹp để cho chúng ta đánh lon rồi. Đó là cái ý kiến cá nhân của em, đó là ý kiến cá nhân của em. Tiếp theo em sẽ qua phân tích, đó chính là MEDA. Đối với MEDA, những cái dấu hiệu pullback nó đang trở nên rất là rõ ràng hơn bao giờ hết sau cái kỳ earning. Mọi người cũng có thể thấy được á, là tuần trước con MEDA nó bị reject ngay tại khu vực 195, 196 hai lần, nó tạo thành một cái mẫu hình là twist top hoặc là double bottom ha. Và bây giờ nó đang pullback và mọi người cũng có thể thấy được ở đây là cái gap rất là lớn được tạo ra sau cái ngày earning, sau cái ngày earning của con MEDA. Thì cái khoảng thời gian mà em thấy nó bắt đầu nó muốn quay về, nó fill cái gap này là nó bắt đầu nó đã xuất hiện rồi đó. Vậy thì những cái level nào để nó đủ điều kiện nó fill cái gap? Đối với em, đầu tiên con MEDA này muốn tiếp tục nó fill cái gap hết cái gap này đó thì nó phải under cái level 171.50. Tại sao lại có 171.50? Mọi người nhìn qua phía bên tay trái thì ở đây chính là cái nơi mà con MEDA nó react, phải nói là khoảng 10 lần. Phải 10 lần, nó reject 10 lần và tới lần thứ 11 nó break out bởi cái một cái kỳ earning ngoài mong chờ. Thì bây giờ cái lần đầu tiên nó quay về nó test cái vùng giá này thì chắc chắn vẫn là cái kiến thức gì ạ? Kháng cự cũ, hỗ trợ mới, rất đơn giản thôi đúng không? Một cái kiến thức là mình có thể xài hết tất cả các loại cổ phiếu luôn, tất cả các mã cổ phiếu đều mình đều coi được với một cái kiến thức đó. Thì quay lại với câu chuyện của con MEDA, thì nếu như mà MEDA không hold được 171.56 thì em thấy cái khả năng mà nó về lại khu vực 154, 155 để nó fill xong cái gap mà nó đã tạo ra ở cái kỳ earning là cũng khá là cao. Nhưng mà không phải dễ dàng gì mà nó về nó fill được cái gap đâu nha mọi người. Nhiều khi về lại những cái khu vực như là 160 và 165, nơi mà cái gap cũ nó đã được fill trong cái ngày earning đó, thì về đây nó sẽ có buyer, người ta step in vô, người ta bay vô lại, người ta mua. Thì nếu như mà để fill xong cái gap lớn mà earning nó tạo ra thì theo em thấy thị trường nói chung nó cần phải có những cái nhịp hồi mạnh để nó đẩy MEDA xuống luôn, nó đẩy MEDA xuống luôn. Thì đó là những cái key level mà em muốn mọi người chú ý, 154, 171 và khu vực 195. Đó là ba cái level mà em muốn mọi người phải rất là chú ý cho cái tuần giao dịch sau. Về những cái khung giờ nhỏ hơn thì sao? Nếu như mà mọi người muốn đánh lon con MEDA này đó thì once again, 171.56 vẫn sẽ là cái level mà em chú ý. Nếu như mà nó về đây nó hold được thì mình có thể mình đánh ngược lên, đánh ngược lên những cái level mà nó đã tạo ra trong tuần trước, ví dụ như là 180 hoặc thấp hơn một xíu là 178.80. Đó là ba cái level mà em sẽ chú ý con MEDA này. Và những cái khu vực mà nó consolidate ở đây đó, nó đã bị phá vỡ rồi thì em nghĩ cái viễn cảnh mà nó về lại 171.56 nó vẫn sẽ là cao hơn, tại vì nó invalid cái bull flag rồi đó mọi người. Con MEDA này nó đã invalid cái bull flag mà nó đã cố gắng nó consolidate trong hai tuần giao dịch vừa qua. Thì đó là toàn bộ những cái nhận định của em cho con MEDA, cho con MEDA. Cuối cùng thì em sẽ qua phân tích Tesla, một cái mã cổ phiếu mà nhận được rất là nhiều sự quan tâm của tất cả những anh chị trong cộng đồng người Việt Nam, đúng không ạ? Trước khi phân tích về Tesla thì em có một phần quảng cáo nhẹ ở đây, đó chính là đăng ký thành viên với 50% off cho 150 anh chị đầu tiên. Thì như mọi người cũng có thể thấy được là server mình hiện tại là đã có 146 trên 150 anh chị đã đăng ký rồi. Và nếu như mà mọi người không nhanh tay đăng ký để vào tham gia live trading cũng như là nhận toàn bộ những cái dịch vụ khác bên tụi em đưa ra, thì sau khi mà 150 anh chị đăng ký đó thì giá nó sẽ đưa ngược về trở lại là giá bình thường, không còn là giá ưu đãi với cái 50% off nữa đâu mọi người ha. Thì anh chị nào muốn vô live trading với Brandy vào mỗi buổi sáng thì nhớ đăng ký. Cái link đăng ký em sẽ để ở bên dưới phần mô tả, cũng như là cái link Discord em cũng để ở dưới đó luôn. Mọi người có câu hỏi gì thì cứ nhắn tin trực tiếp hoặc là để lại comment ở cái video YouTube này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và mọi người cũng đừng quên cho em một like ha. Thì bây giờ mình sẽ vào mình phân tích Tesla.
Trong tuần giao dịch vừa rồi thì Tesla cũng đã show cho chúng ta thấy những cái dấu hiệu có thể pullback của cái mã cổ phiếu này bằng một cái nến gì ạ? Shooting Star trên khung weekly đúng không? Nãy giờ mọi người để ý có rất nhiều cái nến Shooting Star xuất hiện đồng loạt trên những cái core companies. Vậy thì những cái trade plan tiếp theo của em dành cho con Tesla nó sẽ như thế nào đây? Mọi người cũng biết được rằng á, trong cái khoảng thời gian vừa rồi, khoảng 2 tuần, 3 tuần trở lại đây thì Tesla nó đã tăng từ 100 lên tới 200. Đây là một cái đợt swing mà em thấy là nó kinh khủng, rất là kinh khủng, và đặc biệt chúng ta đang ở trong bear market chứ không phải là bull market đúng không mọi người? Thì bản thân nhóm đó, bản thân em cũng đã cho nhóm có một cái chiến thắng của con Tesla vào ngày thứ sáu bằng một cái lệnh put sau khi mà thấy Tesla nó tạo một cái mẫu hình là head and shoulder, và một mẫu hình là head and shoulder thì under cái level 202.92 thì chúng ta có rất nhiều cơ hội để chúng ta put con Tesla. Vậy thì con Tesla này, cái trade plan của em cho tuần sau nó sẽ như thế nào đây? Đối với em đó, con Tesla này nó về lại khu vực 190 là rất hợp lý nha mọi người. 190 sẽ là một cái nơi mà em muốn thấy Tesla nó pullback, tại vì thực sự ra đó, từ lúc mà Tesla nó suy tới bây giờ chưa có một cái đợt decent pullback này, đợt decent pullback nào đến từ cái mã cổ phiếu này, đến từ cái công ty xe điện này, thì một cái nhịp hồi về lại khu vực 190 hoặc thấp hơn một xíu nữa là về lại khu vực 180 thì em thấy đây đều là những cái decent pullback đối với cái mã cổ phiếu Tesla này ha. Nếu như mà về 190 mà Tesla hold được thì chúng ta sẽ đánh lên, và target của chúng ta sẽ là ở đâu? Dĩ nhiên sẽ là 198 rồi đúng không? Về 190 hold được thì 198 sẽ là cái next target. Tại vì sao? 198 là cái nơi mà Tesla nó đã không hold được sau khi mà nó break out. Thì nếu như mà trong cái kịch bản Tesla hold 190 đẩy ngược lên 198 và reject thì lại nó lại xuất hiện thêm một cái head and shoulder nữa trên khung 4 giờ, và em tin rằng nếu như mà cái head and shoulder này nó xuất hiện á thì mà nó play out luôn đó thì Tesla rất khó có thể hold được trên 190. Under 190 thì chúng ta sẽ có những cái level như sau: 185.30 và sau đó là khoảng 180.15. Cuối cùng sẽ là 175.21. Đó là ba cái level mà em chuẩn bị sẵn cho Tesla vào tuần giao dịch sau. Và đối với bản thân em á thì em cũng đã chuẩn bị những cái trade plan, không phải là chuẩn bị mà là em nghiêng về cái hướng Tesla nó sẽ pullback nhiều hơn, nó sẽ pullback tiếp tục nhiều hơn, không có nghĩa là mình sẽ bias và cái mình sẽ đánh lên khi nào. Đối với em sẽ tiếp tục đánh lên con Tesla này nếu như mà Tesla nó clear out được cái level 198 cho tới 200, nó stay above cái level đó thì 203 sẽ tiếp tục là một cái resistance của Tesla, và cuối cùng sẽ là cái khu vực 212.4 nơi mà Tesla nó đã bị reject rất là nặng ở tuần giao dịch trước. Vậy thì trong cái trường hợp mà Tesla nó clear luôn cái level 212.38 thì sao? Chúng ta sẽ tiếp tục có những cái level cao hơn dành cho Tesla mà em muốn mọi người chú ý just in case, đó là khu vực 225 và tiếp theo là 237. Đó là những cái khu vực mà em muốn mọi người chú ý trong cái trường hợp mà Tesla nó clear out cái level 212.38. Thì nhìn cái short này của Tesla đó, một nhịp pullback nó là hợp lý, một nhịp pullback nó là hết sức hợp lý đúng không ạ? Thậm chí là Tesla nó còn một cái gap rất là lớn ngay tại cái khu vực mà nó earning, thậm chí là Tesla nó còn một cái gap rất là lớn ngay tại khu vực earning. Thì nếu như mà cái gap này thực sự mà nó fill á thì Tesla vẫn đang tạo đáy sau cao hơn đáy trước nha mọi người, vẫn đang tạo đáy sau cao hơn đáy trước, và mình sẽ chờ những cái cơ hội như vậy để mình vô. Tại vì như em nói với mọi người, ở thời điểm hiện tại so với những cái đỉnh này thì cái đỉnh mà Tesla vừa mới tạo đây vẫn đang là thấp hơn, thì chúng ta mong chờ một cái nhịp hồi trên khung weekly đã tạo là thành cái gì ạ? Một cái đáy sau cao hơn đáy trước và lấy đà tiếp tục đi lên. Thì nhiều khi về cái khu vực 150-160 em thấy nó hoàn toàn là hợp lý đối với Tesla. Nếu như mà nó xảy ra thì mình có cơ hội tốt để mình mua xe. Còn nếu như mà nó không xảy ra thì em cũng đã cho mọi người những cái trade plan khác để mình có những cái lệnh day trade rồi đúng không ạ? Thì đó là cái lệnh, cái mã cuối cùng mà em muốn phân tích trong cái video phân tích chuyên sâu ngày hôm nay. Cuối video em chúc mọi người có một cái tuần giao dịch tiếp theo thực sự thành công và vui vẻ. Mọi người đừng quên, mọi người nhớ là cho em một like, một comment ở phía dưới, và có những câu hỏi gì thì cứ comment ở cái phần bình luận ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người có một ngày cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại mọi người vào tuần sau.